Bệnh ghẻ do ký sinh trùng gây nên, bệnh hay gặp vào mùa xuân hè. Ở những nơi điều kiện dinh dưỡng và vệ sinh kém, bệnh có thể lây thành dịch địa phương. Ở nước ta, bệnh vẫn còn lưu hành khắp các vùng trong cả nước. Ngay cả những thành phố lớn, bệnh ghẻ vẫn tồn tại. Cái ghẻ có thể sống ngoài cơ thể được 2-3 ngày. Bệnh không chỉ gây ra những biến chứng xấu ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn mất thẩm mỹ, khiến cho người bệnh thiếu tự tin giao tiếp trong cuộc sống. Vậy, làm cách nào sớm nhận biết và điều trị căn bệnh này? Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe. Xin cảm ơn quý vị đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để cùng đón theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chắc chắn rằng chương trình lại tiếp tục mang đến cho quý vị những kiến thức về y tế thật bổ ích để quý vị chăm sóc sức khỏe cho người thân, gia đình và chính bản thân mình nữa. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống thì có lẽ có một căn bệnh mà chúng ta rất thường gặp nhưng mà chúng ta không nghĩ nó là bệnh, đó chính là bệnh ghẻ ngứa. Và ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về căn bệnh này cũng như tìm ra cách phòng và trị căn bệnh này thì mời quý vị cùng gặp gỡ lại bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, giảng viên bộ môn da liễu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng trao đổi với quý vị nha. Xin chào bác sĩ. Chào Phương Hiếu, chào quý khán giả. Ngày hôm nay thì có lẽ là Phương Hiếu rất vui khi lại gặp lại bác sĩ và cùng tiếp tục tư vấn với khán giả. Và bác sĩ thân mến, nói về bệnh ghẻ ngứa thì thật ra trước giờ Phương Hiếu vẫn cứ nghĩ là ghẻ ngứa không phải là bệnh, nhưng mà chợt nhớ lại là hình như với căn bệnh này thì ai mà vệ sinh không kỹ lưỡng thì mới bị hay là sao bác sĩ? Cụ thể đây là căn bệnh gì? Bệnh ghẻ ngứa là một bệnh có lây. Yeah. Và cái yếu tố điều kiện vệ sinh nó cũng ảnh hưởng đấy, Phương Hiếu đã nói đúng rồi. Đây là một cái bệnh tổn thương ở thượng bì của da và do một con ký sinh trùng. Yeah. Đó là con Sacoptes caabi, tức là con cái ghẻ đấy. Con cái ghẻ. Vâng. Như vậy thì cái bệnh này, cái nguyên nhân ngoài cái việc mà vệ sinh không có kỹ lưỡng nữa thì còn những nguyên nhân nào không bác sĩ? Đây là một bệnh lây, nó sẽ lây tiếp xúc trực tiếp giữa người và người qua da. Ví dụ, người lây với người. Yeah. Hoặc là thông qua trung gian của một số đồ vật, Phương Hiếu ví dụ như là nó lây qua giường chiếu nè. Yeah. Dùng chung khăn hoặc là dùng chiếu quần áo chẳng hạn như vậy. Giường chiếu nữa thì như vậy. Cái vấn đề nghe bác sĩ nói thì Hiếu tự nhiên Hiếu sợ đi khách sạn. Khi mà đi lưu diễn xa, đi làm xa thì thường ở khách sạn, nghe bác sĩ nói thì cũng sợ. Vậy thì cái bệnh ghẻ ngứa thì cụ thể nó biểu hiện có triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh ghẻ ngứa sẽ được thể hiện bằng những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ nổi những cái mụn nước hoặc là những cái sẩn nhỏ nhỏ ở vị trí là ở da non. Ví dụ như ở kẽ ngón nè, ở mặt trong đùi, ở bụng. Riêng chỉ đối với trẻ nhỏ là nó lên mặt, tại vì đối với trẻ con thì ở trên da của em bé chỗ nào cũng là da non chỗ cả. Nào cũng mỏng hết. Và đồng thời là một cái điểm đặc sắc của nó là cái triệu chứng ngứa về đêm. Bệnh nhân ngứa rất là nhiều và đặc biệt là buổi tối thì ngứa nhiều hơn ban ngày. Sở dĩ là ngứa nhiều về đêm là vì Phương Hiếu biết sao không? Lúc đó là lúc mà con cái ghẻ nó sẽ di chuyển ra da, nó đi đẻ trứng đó. Thành ra là ban đêm bệnh nhân sẽ ngứa nhiều. Đối với lại một số những em nhỏ thì ở cái vùng nách với lại cơ quan sinh dục của nó có thể là nổi những cái cục mà người ta gọi là nốt sau ghẻ. Và nếu mà mình chịu khó mình tìm hiểu thì có thể trong gia quyến cũng có một cái người thân mà mắc cùng bệnh, một hoặc là nhiều người, đó là do lây trực tiếp giữa người và người trong gia đình với nhau. Vâng thưa bác sĩ, như vậy thì có một cái điều nữa Phương Hiếu thắc mắc là thường trên cơ thể chúng ta hàng ngày cũng vậy, không hẳn là ở những chỗ da non mà những chỗ da bình thường thì thỉnh thoảng vẫn nổi một hai cái mục gì đó mà nó tự lành chứ nó không có viêm ngứa rồi. Như vậy thì hiện tượng đó là gì thưa bác sĩ? Tại vì lúc bây giờ đó là bác sĩ phải nhìn trực tiếp qua da thì mới nói được nó là gì. Tuy nhiên nó có nhiều bệnh lắm, chỉ có điều nếu mà nó tự lành như vậy thì Phương Hiếu không phải lo lắng gì đâu. Riêng bệnh ghẻ là bệnh sẽ không tự lành đâu, không mà tự bệnh lành nhân sẽ là bằng mọi giá đi kiếm bác sĩ vì nó rất là ngứa, không chịu được đâu. Vậy thì không biết là với bệnh ghẻ ngứa thì thời gian ủ bệnh là trong bao lâu thưa bác sĩ? Người ta thấy rằng cái thời gian ủ bệnh nó còn tùy theo miễn dịch của ký chủ. Thì thông thường trong những cái lần đầu thời gian ủ bệnh có thể là từ 3-4 tuần. Nhưng mà trong trường hợp tái nhiễm, tức là mới vừa bị đó, lại bị lây trở lại nữa, thì cái thời gian ủ bệnh đó có thể nó chỉ có trong vòng 3 ngày mà thôi. Như vậy thì với căn bệnh ghẻ ngứa này, nếu mà không chữa trị kịp thời, cái điều mà dễ nhận thấy nhất là chúng ta phải ngứa ngáy khó chịu rồi. Đúng rồi, không ngủ được đâu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống đó. Vì cả đêm cứ ngứa mà gãi trầy xước cả da thì rõ ràng không thích tí nào. Như vậy thì bây giờ với cái bệnh này cụ thể như vậy thì không biết là chúng ta có những phương pháp nào điều trị bác sĩ trước khi đến bác sĩ đã. Tại vì ở nhà bây giờ ngứa rồi mình khó chịu quá, là bây giờ làm cách nào để giảm bớt cơn ngứa ngay lúc đó bác sĩ? Nếu mà để giảm bớt cơn ngứa ngay lúc đó, vì cái ngứa này là ngứa do ký sinh trùng, cho nên là mình phải dùng cái tác nhân diệt ký sinh trùng thì mình mới hết. Tuy nhiên giả dụ đang nửa đêm mà bạn ngứa quá thì bây giờ tạm thời
tạm thời chúng ta có thể, ví dụ như là chúng ta có thể là dùng những cái tinh dầu, chẳng hạn như là tinh dầu lông não, tinh dầu bạc hà, rồi mình có thể là mình xoa nhẹ lên trên cái vùng da ngứa, đặc biệt với mấy em nhỏ là tinh dầu khuynh diệp chẳng hạn, và ngay ngày hôm sau phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ, lý do là vì phải có một cái đơn thuốc phù hợp diệt ký sinh trùng thì mới sẽ không bị bệnh lại. À, như vậy là chúng ta có thể dùng dầu xanh ở nhà chẳng hạn. Nhưng mà không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi à nha. À, không, nó ức chế hô hấp. Nếu trong trường hợp mà nó ngứa quá mà không chịu được, nghĩa là chỉ giải quyết nhất thời, không phải là trị bệnh đâu Phương Hiếu nha. Có nghĩa là chúng ta chỉ lúc đó chỉ đỡ cái cơn ngứa đỡ thôi, cơn đúng ngứa không? Vâng, vậy là không dùng dầu xanh cho trẻ dưới 2 tuổi, còn trên 2 tuổi thì vẫn dùng để thoa cho bớt ngứa, để giảm cơn ngứa thôi chứ không có điều trị được. Vâng, như vậy thì không biết là với bệnh ghẻ ngứa, nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời thì nó có những cái biến chứng nào nguy hiểm không bác sĩ? Nếu mà chúng ta không trị liệu kịp thời thì ngoài việc là bệnh nhân phải bị chịu đựng những cái cơn ngứa đêm này qua đêm kia làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nó có thể là từ cái vết cào gãi đó sẽ làm nhiễm trùng, rồi có thể là dẫn đến biến chứng như là viêm vi cầu thận nữa, hoặc là trong trường hợp chẩn đoán không đúng, bệnh ghẻ ngứa mà chúng ta lại nghĩ là một bệnh gì đó chăng, chúng ta bôi thuốc không đúng, chúng ta có thể bị chàm hóa trên một cái thương tổn ghẻ. Cho nên là cái vấn đề này Phương Hiếu có nghe nói là một số khán giả chúng ta ở nhà thì khi bị nổi bất cứ cái gì thì cứ nghĩ là sức đại thuốc mà chúng ta vẫn hay dùng trước đó sức đại rồi rốt cuộc nó không có kết quả mà lại viêm da nữa phải không ạ? Có trường hợp đó nữa. Vậy thì với cái bệnh ghẻ ngứa thì như bác sĩ chia sẻ là bên cạnh việc lây trực tiếp từ người sang người, rồi giường chiếu này nọ, thì nó còn những cái đường lây lan cụ thể nào bác sĩ chia sẻ lại đến quý vị khán giả để phòng tránh được không ạ? Cái bệnh ghẻ ngứa nó qua lây trực tiếp qua tiếp xúc giữa da và da, giữa người và người. Do đó đó thì ngoài cái chuyện lây theo đường bình thường, bệnh ghẻ ngứa còn được coi là một trong những bệnh lây qua đường tình dục. Tại vì nó còn do cái tiếp xúc giữa những cái vùng cơ quan sinh dục với nhau. Và do đó thì để mà mình muốn có một cái phòng ngừa thì chúng ta sẽ là, nếu mà chúng ta phát hiện một cái người thân mà có cái triệu chứng ngứa về đêm thì cách tốt nhất là mình sẽ cách ly, mình sẽ ngủ riêng nè, không sử dụng chung những cái vật dụng cá nhân chẳng hạn như là khăn hay là quần áo, và động viên người bệnh đó đi chữa sớm, tại vì nếu không thì sớm hay muộn gì thì chắc cũng lây lại cho chúng ta thôi. Vâng, nghe bác sĩ chia sẻ như vậy thì có một cái nhóm đối tượng mà có thể nói là không thể nào tránh được vấn đề giường chiếu ngủ chung, không thể nào ngủ riêng được, đó là sinh viên. Phải không ạ? Rất là cực khổ cho các em sinh viên khi mà hiện nay thì ký túc xá thì chỉ có một, rồi ở nhà trọ thì cũng chỉ có một, không lẽ bây giờ đi đâu bây giờ? Cho nên ngày hôm nay chương trình đã nhận được quá là nhiều những câu hỏi từ phía quý vị khán giả, đặc biệt là một câu hỏi sau đây của một em sinh viên xa nhà mà em xin giấu tên để không nói ra, mời bác sĩ tư vấn. Em viết lá thư như thế này đây. Thưa bác sĩ, cháu đang là sinh viên trọ học, gần đây cháu có dấu hiệu bệnh ghẻ ở kẻ tay, kẻ chân. Nhưng do chủ quan nên chỉ dùng dầu thoa lên. Bây giờ ghẻ lan quanh bẹn và cả ở bộ phận sinh dục nữa. Rất ngứa, đặc biệt là vào ban đêm. Y chang hồi nãy như bác sĩ nói. Cháu rất lo lắng, mong bác sĩ tư vấn giúp cháu cái điều trị và cho cháu hỏi nếu điều trị rồi thì có để lại sẹo hay không. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, mời bác sĩ tư vấn giùm em sinh viên này. Chào em. Nếu mà trong trường hợp như vậy đó thì em có thể đến nhà thuốc gần nhà để mà mua những cái thuốc diệt ghẻ. Và để cho việc điều trị có kết quả tốt, em nhớ nè, em sẽ làm những điều sau đây. Thứ nhất là phải bôi thuốc toàn thân trừ mặt, tức là mình bôi từ kẽ ngón bôi dài dài lên, chỉ trừ cái mặt ra thôi, chứ không phải là mình chỉ bị ở đâu mình chấm đó, bị đâu mình chấm ở đó như bắt bông kem, là trong trường hợp đó là mình sẽ không hết bệnh được. Thứ hai nữa là trong phòng của mình, trong phòng cùng trọ, em xem có bạn nào có cùng bệnh với mình chăng, và cho bạn đó với mình cùng chữa đồng thời với nhau. Là vì nếu mà em chữa mà một ai đó còn, người đó lại lây bệnh cho em, người ta gọi là lây bệnh theo kiểu bing bong, tức là giống như đánh bóng bàn vậy, đánh qua đánh lại. Và cái thứ ba nữa là những cái vật dụng cá nhân, chẳng hạn như là quần áo nè, khăn màng nè, rồi mùng mền của em á, thì em phải đem ra phơi 5 nắng, tức là phơi 5 ngày liên tiếp ở ngoài nắng, hoặc là em trụng nước sôi, rồi sau đó em phơi khô và ủi hai mặt trái phải. Riêng những cái vết thâm thì em không phải lo, theo thời gian nó sẽ bay đi. Hoặc trong trường hợp bệnh ngứa nếu mà đã ổn rồi, những vết thâm đó làm cho em lo ngại, em có thể tìm đến các thầy thuốc để được hướng dẫn một số thuốc bôi tẩy đi vết thâm em nhé. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ rất là đầy đủ. Còn bây giờ thì tiếp tục Phương Hiếu mời bác sĩ cùng đến với một câu hỏi gửi về tổng đài 1900 555 525. Mời bác sĩ cùng nghe. Thưa bác sĩ, con trai tôi 17 tháng tuổi, gần đây bé bị nổi mấy nốt ngoài da có nước trong, ngứa nhiều về đêm. Đi khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ chẩn đoán bệnh ghẻ, cho thuốc về uống được mấy ngày thì khỏi, nhưng được vài ngày thì nó lại nổi lên ngay chỗ đó. Bên trong lại có mủ và rất ngứa.
Tôi đã dùng mấy loại thuốc chữa ghẻ và viêm da cho bé nhưng không dứt được. Xin bác sĩ tư vấn cách chữa trị cho bé. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào bạn, đối với các bệnh da thì bác sĩ phải thăm khám trực tiếp xem cụ thể làn da đó thì mới có cho một cái hướng dẫn mà nó sâu sát được. Tuy nhiên với trường hợp con bạn thì nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là do mình chữa, nếu chẩn đoán là ghẻ là một chẩn đoán đúng thì mình chữa cho cháu nhưng mà mình chưa có cắt được nguồn lây cho cháu. Cho nên như bạn nói là vài ngày thì cháu đã bớt rồi, rồi lại bị lại, đó là do cái nguyên nhân gây bệnh nó vẫn còn. Nguyên nhân gây bệnh có thể ở đâu đó, từ một trong những người thân trong gia đình. Hoặc là cái thứ hai nữa là ở những cháu nhỏ đó bạn, bệnh ghẻ và bệnh chàm á, nó cũng có nhiều khi nó rất là giống nhau. Mời bạn nên mang bé đến lại bệnh viện da liễu hoặc là các phòng khám có chuyên khoa da để được khám lại một cách trực tiếp cái tình trạng mới nhất của cháu và được cho một cái đơn thuốc phù hợp bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ hết sức là thiết thực. Bác sĩ thân mến, nghe bác sĩ tư vấn câu hỏi vừa rồi của khán giả thì Hiếu có thắc mắc. Như vậy là bệnh ghẻ ngứa là bệnh có thể tái đi tái lại phải không ạ? Đúng rồi. Nếu như mà đó cái việc vệ sinh của mình không tốt, nếu như mà mình còn bị tái nhiễm, tức là ví dụ như là chúng ta trị hết rồi chúng ta lại bị một cái người khác lây lại thì chúng ta lại có thể bị lại. Dạ, cho nên là quý khán giả thấy đó, một căn bệnh có thể nó dễ đến và nó khó đi vô cùng. Có thể nói là bị rồi thì có nguy cơ bị lại, cho nên cái vấn đề vệ sinh và đặc biệt là có một lối sống lành mạnh và trong sạch môi trường sống là một vấn đề hết sức là quan trọng. Và bác sĩ thân mến, như vậy thì trong quá trình chúng ta điều trị bệnh ghẻ ngứa thì bác sĩ có cái điểm nào cần lưu ý để mà quý khán giả có thể tự đề phòng cũng như là phòng tránh căn bệnh này được không ạ? Các bạn ạ, cái bệnh ghẻ ngứa là một cái bệnh chữa dễ, rẻ tiền nữa. Tuy nhiên cái vấn đề tái đi tái lại thì nó sẽ quanh đi quẩn lại trong những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là các bạn bôi thuốc không đúng cách. Tức là các bạn đa phần là làm biến bôi cả người mà chỉ chấm lên từng mụn thôi, từng cái mụn nước, và điều đó là sai. Bôi là phải bôi rộng toàn thân, trừ mặt ra. Đó là trước đó. Giờ Phương Hiếu vẫn cứ nghĩ là cứ bị chỗ nào thì bôi chỗ đó thôi. Rồi. Mà hôm nay thì có nghĩa là khi đã bị ghẻ ngứa, đặc biệt phải chính xác là ghẻ ngứa. Thì chúng ta phải bôi toàn thân trừ mặt ra chứ không phải là chấm chỗ nào đâu nha quý vị. Đúng rồi, tại vì làm biến chỉ chấm ngay chỗ đó là nó không hết được. Thứ hai nữa đó là chúng ta phải nhớ cái việc đó là trị cho người thân trong gia đình cùng bệnh, là vì đó là nguồn lây và có thể làm cho cái việc trị liệu của bạn không có kết quả nếu nguồn lây đó còn. Và điều thứ ba nữa là đừng quên cái vai trò của vật dụng cá nhân, nó là một cái môi trường trung gian truyền bệnh, cho nên là chúng ta phải giặt, luộc quần áo, chăn màn, thì những cái đó thì nó sẽ làm cho bạn sẽ không bị tái đi tái lại nếu chúng ta đã thực hiện đúng. Cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ. Và có một số thắc mắc nữa mà Phương Hiếu sẵn đây sẽ hỏi luôn để khán giả cũng tiện bề có cái sự phòng tránh kịp thời cho mình. Với cái bệnh ghẻ ngứa này bác sĩ, thường Phương Hiếu thấy những cái gì mà liên quan đến da mà nổi trên người á, thì vấn đề ăn uống ta phải rất cẩn thận. Vậy thì chế độ dinh dưỡng cho căn bệnh ghẻ ngứa nó có khắt khe không, hay là nó phải cần kiêng cự cái gì không thưa bác sĩ? Có lẽ rằng là những cơn ngứa ban đêm đã hành hạ bệnh nhân rồi, cho nên đối với bệnh ghẻ ngứa một điều sung sướng là không phải cứ ăn. Thành ra là cứ ăn những cái món ăn mà mình thích. Miễn làm sao là chế độ ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất là được rồi. Vâng, vậy thì bên cạnh đó Phương Hiếu cũng có một cái thắc mắc nữa. Thắc mắc này có lẽ là nhiều bạn sinh viên ở trọ và xa nhà sẽ quan tâm. Có nghĩa là hiện nay thì các bạn có cái xu hướng là tại vì sinh viên mà cái hầu bao cũng không được rủng rỉnh, cho nên các bạn vẫn thường đi mua đồ mà gọi là đồ sida đó. Chúng ta vẫn thường gọi như vậy, là những loại đồ sử dụng rồi và được người ta bán lại với giá rẻ hơn. Thì như bác sĩ nói, lây qua đường bệnh ghẻ ngứa nó dễ lây qua đường tiếp xúc da với nhau, rồi giường chiếu thì chắc chắn quần áo cũng có. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào cho các bạn sinh viên để mặc dù vẫn đi lựa được đồ vẻ mặt tốt nhưng mà để phòng tránh tốt nhất những căn bệnh về ngoài da và đặc biệt là bệnh ghẻ ngứa? Chúng ta có thể là sau khi mà mình mua những cái quần áo mà đã qua sử dụng rồi, thật ra nó đôi khi nó cũng rất là đẹp và nó vừa túi tiền, thì các bạn có thể làm một cái việc sau đây là chúng ta đem về thì chúng ta nên giặt lại. Mình giặt lại thì một là nó sạch bụi bẩn nè, và cái thứ hai là khi giặt lại rồi chúng ta ủi hai mặt thì những cái tác nhân gây bệnh mà có thể lây được sẽ bị chết dưới sức nóng của cái bàn ủi. Và do đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nếu mà chúng ta cảm thấy cái việc dùng nó gây cho mình một cái thích thú hoặc là thuận tiện cho cái sinh hoạt hay là cái lối sống của mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, hy vọng rằng với phần tư vấn của bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, giảng viên bộ môn da liễu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thưa quý vị đã có thêm những thông tin thật cần thiết, đặc biệt về một căn bệnh mà có lẽ chúng ta thường gặp nhất trong tất cả những căn bệnh khác. Và hy vọng rằng quý vị đã tự cung cấp cho mình cũng như tự biết được cách phòng tránh hiệu quả, và đầu tiên phải là vệ sinh cá nhân.
nhân và không gian sống trước đã. Chúc quý vị nhiều sức khỏe qua chương trình này nha. Còn bây giờ một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đã dành thời gian tham dự chương trình và chúc bác sĩ nhiều sức khỏe. Chào Phương Hiếu, chào quý vị. Và thưa quý khán giả, đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Và đừng quên bật TV vào khung giờ quen thuộc của chương trình này vào tuần sau để cùng theo dõi tiếp tục những thông tin y tế nào mà chúng tôi gửi đến cho quý vị nha. Và để tham gia chương trình rất đơn giản, quý vị hãy gửi những thắc mắc, những câu hỏi của mình về cho đơn vị sản xuất chương trình là Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 286/2B, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ hai, quý vị gửi những chia sẻ đó về địa chỉ email tuổitrẻviet.ttva@gmail.com. Và cách thứ ba đơn giản hơn rất nhiều, hãy nhấc ngay điện thoại và gọi đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi 1900 55 5525 và làm theo hướng dẫn. Một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe với những thông tin mà chương trình mang lại. Phương Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.